Tim anh trông vắng nên em muốn hiến anh tình. Dệt mấy trận dân tài chính với toàn tính làm ăn. Đổi sang anh là con nhà lính, tính nhà văn. Trước anh có nhiều người mến em nhưng em chưa từng mến họ. Ngày cũ em toàn là mấy con bà chủ này ông sếp nọ. Mẹ anh thì cũng là sếp nhưng mà là sếp bánh mì, để bán hàng mỗi buổi sáng sau cái quầy bên bếp nhỏ. Nhưng bên anh con tim em mới kêu vang lồng ngực khi ta trao những ánh mắt nóng hơn viên than hồng rực. Em hãy tin những nhịp đập, nó chẳng cần phải lừa ai. Để tình vô tư như một trò đùa và ta là bọn thích đùa dai. Anh muốn một cuộc tình dài, như mẹ anh đầy thâm niên. Bán bánh mì đầy nhân thịt, như đôi ta đầy nhân duyên. Và chẳng có ai chen vào, chưa cắt đôi mình ta nát. Tình này không phải khác, việc chẳng có em khác thì anh khác đâu. Nếu như anh có 10, anh sẽ cho em 10. Cái gì mà anh có thì em chỉ việc lấy. Dù là anh chẳng có được cả tỷ trong người, nhưng với em anh chính là cái người trong cả tỷ ấy. Người đàn ông của em đôi khi không trông chất, nhưng sẽ luôn là người em có để trông vào. Luôn yêu em như cách mẹ bán bánh, anh chẳng muốn nghỉ một hôm nào. Hãy để con trai bà bát bánh 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 mì, lo cho em. Đừng lo gì, ngoài lo về. Để con trai bà bát bánh 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 mì, lo cho em. Đừng lo gì, ngoài lo về. Là ba chấm mẹ luôn bảo anh đi làm nội trợ, để những câu hỏi tại sao luôn vương vấn ở nơi anh. Chỉ sau này anh nhận ra là có lẽ do ở trong tâm trí. Bán bánh mì chỉ là nghề phụ với mẹ, nghề chính là nuôi anh. Tâm hồn anh như lò bánh, mẹ chăm chút để giữ lửa. Cái cửa tương lai anh mở như bánh mì mẹ chăn giữ cửa. Mẹ làm ra thằng con trai khéo như mẹ làm ba tê. Vì anh cũng đầy gan dạ được phết dễ làm người ta mê. Anh nung nấu một nồi mơ ước, rủi ro mà chẳng sờ lòng. Con trai nhà bán hàng ăn, ai lại ngại đất sôi lửa bỏng. Mẹ dặn thua gì chứ riêng nghị lực phải hơn chứ không được ngang họ. Mình đâu phải bếp tổ ong để hết than này lại than nọ. Em sẽ không thể tìm được từ mồm anh hai chữ chán ngán. Khi mẹ anh 20 năm một việc đâu bao giờ phàn nàn. Em sẽ không thể tìm trên người anh chắc sức dạng người và choáng váng. Trước khi anh mua được cho mẹ của bánh mẹ to và sáng loáng. Nhưng anh lo cho mẹ nhiều không phải anh không lo em. Chỉ là anh là con trai mẹ trước khi là người đàn ông cho em. Nếu điều đó em không ngại thì gọi anh là Hồ Gươm. Vì đến với anh em không cần tìm kiếm ở đâu, hãy đổ luôn. Em chưa gặp real love thì để du cho em thấy. Gây cho em lũ, anh là gu cho em lấy. Anh không thương thì thôi, đã thương anh thương nên suốt đời. Phải lời như thuốc độc nên anh sẽ chết theo nuốt lời. Nếu như anh có 10, anh sẽ cho em 10. Cái gì mà anh có thì em chỉ việc lấy. Dù là anh chẳng có được cả tỷ trong người, nhưng với em anh chính là cái người trong cả tỷ ấy. Người đàn ông của em đôi khi không trông chất, nhưng sẽ luôn là người em có để trông vào. Luôn yêu em như cách mẹ bán bánh, anh chẳng muốn nghỉ một hôm nào. Hãy để con trai bà bán bánh mì, lo cho em. Đừng lo gì, ngoài lo về. Để con trai bà bán bánh mì, lo cho em. Đừng lo gì, ngoài lo về. Em thấy được không nhờ? Không cần lo gì, chỉ cần lo về. Em thấy được không nhờ? Không cần lo gì, chỉ cần lo về. Yeah.